Nhìn lại hành trình tỏa sáng của Thủy Tiên tại Miss Grand International 2021, chúng ta chỉ có thể nói lên hai tiếng: tự hào. 18 ngày tạo nên kỳ tích. 100kg hành lý. 30 mẫu thiết kế trang phục. Top 1 Best in Swimsuit Fans Vote. Top 5 Before Arrival. Top 1 Best National Costume by Vote. Triệu trái tim Việt Nam. Vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Miss Grand Việt Nam Nguyễn Thục Thủy Tiên. Tôi nghĩ là tất cả các bạn fan hay là khán giả một kia cũng đặt kỳ vọng về Tiên nhiều hơn. Cho nên là Tiên lấy cái đó làm động lực để Tiên cố gắng nhiều hơn cho cuộc thi lần này. Mọi hoạt động của Thủy Tiên tại Miss Grand International đều được fan Việt Nam và quốc tế cập nhật liên tục. Sawadika, Tiên นะคะ อายุ 23 ปี Miss Grand เวียดนามค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เดือนพฤศจิกายนนี้ ฉันจะไปภูเก็ตค่ะ ฝากดูด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ Miss Blue Angel Kỹ năng trình diễn cuốn hút, luôn biết cách tạo dấu ấn riêng biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng catwalk, thần thái chuẩn beauty queen và phong độ ổn định, Thùy Tiên còn ghi dấu ấn trong lòng hàng triệu khán giả bằng câu chuyện truyền cảm hứng. This is like the air you allow us. We live it every day, we think about it every day, but somehow we assume that protecting it is not our responsibility. War doesn't just occur in the past. War is the fight between the evil and angel inside each of us. Ứng xử tự tin, gửi gắm thông điệp đầy nhân văn. If I have a chance to cheer the one I speak to, I would like to say thank you to the one who invented AstraZeneca, and with he she doesn't need the money from the invention license. And I will spread the thanks to her and to other people to know that I feel so grateful because of her. Sometimes you need to do the good things, but doesn't need to give a credit for it. Thank you. As Mr. Nagwas always say that he wants to find a girl that always ready to work. So I already told him that còn thi sẽ bay vào Thế Thái đường đường chẳng chẳng đai viên và xã Thái. Hoa chẳng giặc già dù vào Thế Thái đường bi. So of course I'm ready to work. I'm ready to be in Thailand for a year. Vietnam, Miss Grand Vietnam, Miss Grand Vietnam, Vietnam. Để chạm đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Không những chăm chỉ học make up, làm tóc với Quân Nguyễn Pule, Thùy Tiên còn dành nhiều thời gian để luyện tập catwalk cùng hoa hậu siêu mẫu Minh Tú, tham gia các buổi tập giải phóng hình thể cùng biên đạo Nhật Anh. Đặc biệt là quyết tâm shape body với những bài tập đầy thử thách. Bên cạnh tinh thần chuẩn bị tập trung cao độ, Thùy Tiên còn tham gia vào nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa trong mùa dịch, nấu phát cơm từ thiện, phát quà cho những hộ gia đình khó khăn. Đằng sau sự thành công của Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, không thể không kể đến sự đồng hành tiếp sức của ekip công ty Sen Vàng Entertainment. Trời ơi công trời. May quá. Đừng nhận. Thôi
Ngại quá. Hay là em làm bể một lượng của người ta. Ngại quá trời luôn, mấy cái này cũng ngại. Thôi chị năn nỉ. Đếm đi em, đếm. Năn nỉ thôi. Nhưng mà chị năn nỉ vậy. Vậy thôi. Cái này là năn nỉ. Năn nỉ. Đếm. Cũng được á, được. Việt Nam quê hương.